Đầu tiên thì chúng ta sẽ chỉ ra các mắt giải phẫu quan trọng ở thành ngực trước. Đầu tiên chúng ta thấy đây là hai xương đòn, đây là hai xương đòn. Tương ứng hai xương đòn ở phía trên là hố xương đòn. Ở đây là ở giữa xương ức. Ở đỉnh xương ức á, ở chỗ phía trên nền cổ á, người ta gọi là hõm trên ức. Ở đây là hai xương đòn, tương ứng hai bên là hố thượng đòn. Và ở đây là ở giữa xương ức. Ở đỉnh xương ức, cái chỗ mà phía trên nền cổ á, thì ta có một hõm, người ta gọi là hõm trên ức. Từ cái hõm trên ức này nè, thì chúng ta sẽ di chuyển trở xuống khoảng 5cm hoặc là 3 phát ngón tay. Thì đây là cái G lưu y. Từ cái G này chúng ta di chuyển tay sang hai bên, ta sẽ xác định được xương đòn số 2 ha. Từ G này ta sẽ di chuyển tay ta sang hai bên nè, thì ta sẽ được xương sườn số 2. Xác định đường trung đòn hai bên ha. Từ hai xương đòn hai bên, đây là đầu trong xương đòn, đây là đầu ngoài xương đòn. Thì ở chính giữa của xương đòn, chúng ta kẻ điểm từ, chúng ta kẻ một cái đường thẳng từ điểm giữa xương đòn song song với xương ức đi xuống, thì đây là đường trung đòn phải. Tương tự bên đây là đường trung đòn trái, thì nó sẽ trùng với bờ ngoài của cơ thẳng bụng. Thẳng ngoài chúng ta đưa tay lên, thì chúng ta sẽ xác định ba đường nách các bạn, gồm có đường nách trước, đường nách giữa và đường nách sau. Thì cái đường nách trước á, là cái đường thẳng mà chúng ta kẻ từ nếp nách trước song song với xương ức này. Đây là đường nách trước. Đường nách giữa là chúng ta kẻ từ cái hõm nách này, từ giữa hõm nách đi xuống và song song với đường nách trước. Đường nách sau là đường thẳng chúng ta kẻ từ nếp nách sau. Chúng ta kẻ từ nếp nách sau là cái đường thẳng đi xuống song song với đường nách giữa.